nó dài quá. Đâu nào? Cái nhân á hả? Thì ba bỏ nhân lại cho nó đều. Ba cắt bỏ gói ra. Rồi gói luôn. Ừ gói. Gói vậy thì thành đòn dài đòn ngắn. Nhậm gì? Dài để nhà. Ba có bỏ nước cốt dừa vô đây được không? Xào cũng cốt dừa đó. À, xào nước cốt dừa. Xào đó chín đó. Queen. Để vậy. Cái nhân nữa. Cho miếng đậu xanh bên đây. Mẹ cho miếng đậu xanh mẹ. Ba vú qua được không? Tại vì bỏ nữa nó thành thành cái bự bự quá nếp thành nó vậy thì. Đây nó thiếu đậu xanh chứ không phải là ấy. Nó bự quá cái đầu bự đầu nhỏ quá. Ừ, thêm nữa. Chắc cục vịt muối nó trôi quá. Rồi. Em quên nữa, hồi ấy thẳng luôn. Đây, đây. Như vậy này nó ông một cái nó hòa đó. Chính xác.
chị cũng thấy bà đã bái nước trà. À không phải có lá điều không? Bẻ trận lỡ đây coi. Cái lá này xuống nó nước vô không là chủ lá này. Nó xúc dây cũng như không. Sao nữa có người ta cắt ăn nguyên cục nếp luôn. Cả lá gối mẹ dặn đó. Trong kỳ biển ba này vẽ vậy nè quá.
nữa xem. Chồng mẹ mua rụng mày được gặp phát của cả rồi ra kho chữ tiếp. Nhìn về thấy nó đều mà sao đủ dựng lên đầu nhỏ đầu to ta.